Người đẹp Việt so kè cực cắt khi mặc chung váy. Ngọc Châu thua đau trước Bảo Ngọc. Mời đẹp! Mời đẹp! Thùy Tiên đối đầu hai mẹ bỉm hot nhất với Bích. Việc đụng hàng ở showbiz vốn không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, dân tình lại được dịp bàn tán xôn xao xem ai là người diện đồ đẹp hơn, Thanh Thanh Huyền, Diệu Nhi. Thanh Thanh Huyền đã đăng tải trên trang cá nhân vài ba con ảnh diện một chiếc đầm từng được nhiều mỹ nhân Việt lăng xê trước đó. Đáng nói, màn lên đồ này của MC 3000 chứ chẳng hề được dân tình đánh giá cao vì lộ chi tiết kém tinh tế. Chiếc đầm của cô khá mỏng nên nội y bên trong bị phô diễn một một, tạo cảm giác thiếu đi sự chỉnh chu, đẹp mắt. Mẫu đầm này từng được Diệu Nhi diện trong một buổi thực chất đám cưới của mình, không phô phang như Thanh Thanh Huyền, Diệu Nhi khéo léo phối cùng nội y dày dặn để tránh hớ hênh. Cô dâu Diệu Nhi còn mang cùng giày thể thao để tăng thêm phần cá tính. Ngọc Châu, Ngô Bảo Ngọc. Đoạn clip Ngọc Châu xuất hiện trong một sự kiện cùng bộ cánh chất liệu dinh từng gây chấn động cõi mạng, bởi lẽ khi diện trang phục này, nàng hậu đã để lộ vòng eo bèo nhèo, cơ bụng chứ danh hoàn toàn biến mất. Người hâm mộ cho rằng Ngọc Châu đã bị bộ cánh này hại, chứ sắc vóc của nàng hậu không xuống cấp nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, khi nhìn Bảo Ngọc diện xét đồ này, công chúng mới nhận ra bộ cánh vốn chẳng có lỗi. Bởi lẽ trong cùng một bộ trang phục, nhưng người đẹp biển Ngô Bảo Ngọc lại nhận được vô vàn lời khen ngợi với thân hình như tượng tạc. Dù chụp ở góc nào, Bảo Ngọc vẫn tự tin với cơ bụng số 11 đỉnh chóp, hoàn toàn ăn đứt Ngọc Châu, Thùy Tiên, Hà Hồ, Nhã Phương. Cuối năm 2022, từng có màn đụng hàng khiến công chúng phải đau đầu vì quá khó để phân định thắng thua giữa Thùy Tiên, Hà Hồ và Nhã Phương. Cùng một thiết kế áo dài, nhưng ba cô nàng lại mang đến vẻ đẹp khác nhau. Chọn bộ áo dài màu trắng, Nhã Phương khoe vẻ yêu kiều và dịu dàng vốn có của mình. Đây vốn là phong cách quen thuộc của bà xã Trường Giang nên dân tình không quá bất ngờ. Còn Hà Hồ thì lại khác, lần diện áo dài trắng này cô trang điểm nhạt và chọn kiểu tóc hiền diệu, mang đến giao diện mới mẻ và khác biệt hơn thường ngày rất nhiều. Thùy Tiên lại chọn thiết kế màu đỏ khi xuất hiện ở một buổi công chiếu phim do Minh Hằng và Ngọc Trinh đóng chính. Cô còn mix cùng một đôi giày cao gót da bóng mũi nhọn màu đen. Tông màu đỏ này giúp cô nàng trở nên nổi bật dù không trang điểm quá cầu kỳ. Cả ba mỹ nhân đều sở hữu vóc dáng và nhan sắc đỉnh nên thực sự rất khó phân định ai thắng, ai thua. Thiên Ân, Xoài Non. Thiên Ân từng gây sốt khi khoe khoảnh khắc diện váy hai dây tông đỏ nổi bật. Thiết kế cắt out phần thân trước kết hợp cùng layout make up ngọt ngào thực sự rất hợp với nàng hậu, giúp cô tôn được làn da trắng và vẻ đẹp bặn mà. Khán giả nhanh chóng nhận ra, thiết kế nàng hậu diện cũng từng được hot girl Xoài Non yêu thích. Với visual đỉnh và đường cong khét lẹt, Xoài Non khi mặc thiết kế này đã khiến fan đứng ngồi không yên. So sánh với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, vẻ đẹp thanh mảnh, trong sáng của Xoài Non lại có phần lấn lướt hơn. Thanh Thủy, Phương Nhi. Thanh Thủy và Phương Nhi cũng từng có màn đụng độ rất được fan sắc đẹp quan tâm. Cả hai cô nàng đều yêu thích chiếc váy hoa màu hồng tươi sáng, rực rỡ. Đặt lên bàn cân so sánh, nhiều netizen cho rằng Thanh Thủy trông như một hot girl xinh xắn, chứ không có phong thái của một hoa hậu. Dù cả hai đều mang đến hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính nhưng nhan sắc Phương Nhi vẫn được đánh giá cao hơn. Đụng hàng là chuyện khó tránh ở showbiz, nhất là khi những bộ đầm hay các thiết kế trở nên hot trend. Khi mặc trùng nhau, các nàng thơ V-Biz vẫn có thể tỏa sáng nếu tạo được ấn tượng riêng biệt, nhưng nếu sơ suất trong cách phối đồ hay để lộ khuyết điểm, họ sẽ rất dễ bị mang ra so sánh với đồng nghiệp mà chê bai.